Chào các bạn, trong clip này tôi sẽ nói về nhà hướng Bắc năm 2024 có gì đặc biệt, cần lưu ý hay là cần hóa giải. Năm 2024 thì sao Bát Bạch sẽ ở phía Bắc, nên là cái đặc trưng của sao Bát Bạch là nó liên quan đến tài lộc. Nên là nếu mà cửa nhà này, đúng không? Cửa nhà, hướng nhà, hoặc là bàn làm việc hay là giường ngủ của các bạn, hoặc là vị trí đặt két thôi chẳng hạn, nó nằm ở vị trí phía Bắc năm 2024 thì rất là may mắn, thuận lợi cho bạn, đúng không? Cửa đi lại thì được đón tài lộc này, hoặc là bàn làm việc rất là nhiều tiền luôn. Đấy, thì quan trọng hơn là không phải là bạn thấy là năm nay sao Bát Bạch ở chỗ phía Bắc, cửa nhà mình tốt rồi. Thực ra là cái tốt đấy là cái sao nó bay lên đấy thì đúng là tốt. Tuy nhiên là nếu mà bạn không biết kích hoạt nhé, không biết kích hoạt thì nhiều khi là nó gần như một cái cơ hội nó vụt qua thôi. Nó cơ hội vụt qua. Rõ ràng bạn nhìn thấy tiền bạn không kiếm được, bạn nhìn thấy hợp đồng nhưng mà có khi lại không ký được, hoặc là ký xong rồi lại còn mất cơ. Nhiều trường hợp như vậy. Nên quan trọng là khi mình thấy nhà mình, văn phòng mình trong năm mới lại ở hướng Bắc nó tốt như vậy thì các bạn nên kích hoạt sớm để đón được tài lộc. Tại vì là tài lộc thì đúng là năm tháng ngày giờ sao số 8 bay vào đấy thì có tài lộc. Nhiều khi tự nhiên khách hàng VIP gọi điện bảo là muốn ký kết, tuy nhiên là vì cái năng lượng ấy nó có hạn, mình không kích lên thì nhiều khi là mặc dù người ta muốn ký với mình nhưng mà cuối cùng mãi chả triển khai được đấy. Nên là các bạn phải lưu ý, đừng có gọi là chủ quan thái quá, không lại bảo là rõ ràng ông Linh ông kêu là sao Bát Bạch đến sao tôi chả thấy tài lộc đâu, thì bạn phải chú ý bạn kích nó lên. Kích nó lên thì như tôi có nói ở những cái clip trước thì có rất nhiều cách. Cách dân gian là người ta có thể dùng con voi vàng, quả cầu vàng các kiểu, tuy nhiên là năng lượng nó không cao. Hoặc là nhiều khi dân gian người ta cứ theo màu sắc quá, hoặc là theo cái ngũ hành chất liệu nó không đúng, đúng không? Ví dụ là quy nó ra thổ thì lại bê cục đất vàng, hoặc là cái bình gốm vàng. Bình gốm vàng nó cũng có một chút năng lượng, tuy nhiên là hiệu quả nó không cao. Thì cái mà quan trọng nhất là mình kích hoạt là phải dùng cái vật năng lượng cao, ví dụ là cái kim tự tháp vàng này, nó kích lên, nó tạo ra cái năng lượng lớn, thì lúc đấy là cái thu hoạch mình mới nhiều hơn. Mình dùng cái quả cầu thôi thì thu hoạch nó ít hơn, đúng không? Hoặc là mình tiết kiệm hơn, mình theo dân gian mình lại chỉ treo cái đèn lồng màu vàng, hoặc là bật cái đèn màu vàng, hoặc là làm cái thảm màu vàng. Tức là mình đặt những cái thứ nó năng lượng thấp hơn thì tất nhiên là gặt hái nó sẽ ít hơn. Đấy là cái đầu tiên nhé. Với cái cung tốt, vị trí tốt, ví dụ là cửa này, như tôi có nói là cửa này, hoặc là bàn làm việc các kiểu, đấy là cái tốt. Tuy nhiên là cái tốt thì các bạn phải lưu ý là cái sao tốt bay đến đấy. Nhưng mà nếu mà những cái vị trí xấu trong nhà nó ở đấy, ví dụ là vệ sinh nhà bạn, đúng không? Cái tốt rồi, bây giờ nói đến cái tốt thì kích hoạt đơn giản rồi, đúng không? Nhưng mà cái xấu, xấu là gì? Ví dụ vệ sinh, nhà kho thì nó chưa xấu bằng cái vệ sinh, nó cứ giả sử vệ sinh nhà bạn ở phía Bắc. Thế là sao tài lộc, tiền tài nó bay đến thì nó lại vào chỗ xấu, nó bị triệt tiêu hết, đúng không? Bình thường là ví dụ phòng khách không nó đã bình thường rồi, có cửa thì đón được thêm nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà vệ sinh là mất hết rồi, đúng không? Gọi là tài lộc đến là nó triệt tiêu hết. Nên là khi mà vệ sinh nhà bạn ở phía Bắc nhé, mình không thể di chuyển được, tại vì cái sao nó bay hàng năm, bạn không cần di chuyển. Ở vệ sinh ở phía Bắc thì bạn lại càng phải kích nhiều hơn các bạn nhé, càng phải kích mạnh hơn. Lúc đấy mà ví dụ vệ sinh mà ở phía Bắc năm 2024 các bạn mà bê quả cầu vào thì nó không ăn thua các bạn, theo cái giải pháp cũ truyền thống. Tại vì cái quả cầu năng lượng nó cũng ở mức độ bình thường thôi, mà trong khi vệ sinh thì nó xấu, đúng không? Thậm chí nhiều nơi cái vệ sinh nó xấu quá này còn âm. Tôi đi đo rất nhiều nhà vệ sinh nó bị âm là vì cái gọi là cái cách làm của người ta thế nào tôi không biết, nhưng mà nhiều khi cứ đúng cái chỗ bồn cầu là nó âm rất là nặng các bạn. Thì
thì với những cái trường hợp âm nặng đấy là phải hóa giải mạnh hơn. Thì tôi cũng làm nhiều clip rồi, ví dụ là cái chỗ bồn cầu vệ sinh đấy, là khi ví dụ các bạn đặt cái kim tự tháp, là một là các bạn mua hẳn cái giá inox cho chắc chắn, đúng không, bạn gắn ở bên trên, sang các bạn đặt cái kim tự tháp, nói chung là càng gần cái vị trí bồn cầu càng tốt nhé, cố gắng ở trong phạm vi, tôi nói thường là trong phạm vi 1 mét, nhưng các bạn nên đặt thẳng lên trên là tốt nhất. Ví dụ cái chỗ xả nước ấy, thì các bạn để cách lên trên 10-20 cm cho đỡ vướng, xong các bạn đặt cái này ngay bên trên thì lúc đấy nó mới thực sự mạnh, chứ các bạn đi kéo lệch ra vị trí khác thì nó vẫn bị ảnh hưởng rất là nhiều đấy. Còn hai cái cơ bản, đúng không, cái tốt thì kích lên, cái xấu thì chúng ta lại càng phải kích nhiều hơn các bạn nhé. Chỗ tốt thì kích một, thì chỗ xấu phải kích đôi, phải kích ít nhất đôi thì nó mới để bằng được cái chỗ bình thường. Chứ không phải là với cái người không hiểu thì người ta sẽ bảo là ô tại sao vệ sinh lại đặt quả cầu, tại sao vệ sinh lại đặt kim tự tháp, tại vì người ta không hiểu vấn đề, không hiểu câu chuyện. Cũng giống như là cái giếng ấy, các bạn lấp giếng thì đóng giếng lại thì cái khí âm nó lên rất mạnh, đúng không, thì khí âm lên mạnh thì mình phải dùng cái vật năng lượng rất là cao, đúng không, thì y hệt cái lấp giếng đậy nắp giếng nó tạo ra điểm âm thì mình phải triệt tiêu nó đi, thì cái vệ sinh thế nó tạo ra điểm khí xấu, khí xấu đấy nó sẽ triệt tiêu hết cái tài lộc trong năm 2024, thì mình phải kích mạnh hơn gấp đôi bình thường. Ví dụ ở cửa mình kích một thì ở đấy phải kích đôi thì nó mới mạnh được. Đấy là cái vật liệu này. Còn ngày giờ hóa giải thì như tôi có nói là vì chưa có sách lịch nên là hướng dẫn thì nhiều người sẽ không hiểu, nên là cái phần chọn ngày giờ thì nó rất đơn giản. Nếu các bạn hiểu thì các bạn chọn ngày giờ cái sao bát bạch bay lên đấy. Đấy, còn chi tiết thì đỡ nhầm lẫn thì khoảng tháng 11 sách lịch ra thì tôi sẽ hướng dẫn lại chọn ngày giờ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.